Triệu Lệ Dĩnh xuống cấp nhan sắc, mặt sưng phù, tóc như bà thím khiến netizen ngán ngẩm. Hình ảnh mới nhất của mỹ nhân họ Triệu khiến nhiều người không khỏi thất vọng. Là một trong những mỹ nhân hàng đầu showbiz, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh liên tục trở thành đề tài bàn tán của dư luận. Vào ngày 28 tháng 12, đoàn phim Hạnh Phúc Đến Vạn Gia chính thức xác nhận thông tin phim sẽ lên sóng trong quý 1 năm 2022, mở đầu một năm mới của phim ảnh Trung Quốc. Để chúc mừng cho phim, nữ chính Triệu Lệ Dĩnh đã làm clip tuyên truyền. Thế nhưng gây chú ý nhất lại là diện mạo nhan sắc quá đỗi xa lạ đến mức bị báo lớn chê bai hết lời của cô nàng. Cụ thể, trong clip tuyên truyền cho Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triệu Lệ Dĩnh để lộ gương mặt sân vù, bên cạnh là kiểu tóc uốn xoăn được Next News đánh giá là không hợp đổi thời. Thậm chí khán giả cũng để lại hàng loạt bình luận tương tự, nhìn chung đều phê bình kiểu tóc và cách make up khá kém sắc, không hợp với nhan sắc vốn có của Triệu Lệ Dĩnh. Thực chất đây là tạo hình mới của nữ diễn viên trong dự án đang quay Giả Mang Sinh Trưởng. Triệu Lệ Dĩnh được cho là có màn chuyển mình ở phim mới, trở thành người phụ nữ trưởng thành hơn. Chính vì vậy tạo hình lần này có phần đứng tuổi, không trẻ trung như các vai diễn trước. Tuy vậy, đứng trước sự phê bình của fan như trên, có lẽ tổ phục trang và bản thân Triệu Lệ Dĩnh cần bàn bạc lại về tạo hình nhân vật để tránh gây nên những phản ứng dữ dội khi phim chính thức lên sóng. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia là bộ phim chuyển hình đầu tiên của Triệu Lệ Dĩnh từ một nữ diễn viên chuyên đóng phim thần tượng sang thể loại chính kịch. Bởi thế nên có rất nhiều fan hâm mộ chờ đợi bộ phim này. Kể từ khi bắt đầu dự án, Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được giới thiệu với nội dung một cô gái nông thôn tên Hạnh Phúc sau khi trải qua vô số chuyện lớn nhỏ đã vùng lên chống lại số phận bất công. Theo sự lý giải từ phần lớn cư dân mạng thì đây là một bộ phim truyền hình niên đại, thể loại được coi là sở trường của đạo diễn Trịnh Hiểu Long. Vì thế mà Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được dự đoán giống như các bộ phim trước đây của ông như Một Năm Lại Một Năm. Trong quá trình quay, ekip cũng để lộ nhiều hình ảnh hậu trường tiết lộ nội dung trong phim. Trong số những hình ảnh có cảnh Triệu Lệ Dĩnh trong trang phục rất giản dị, thắt biếm tóc đen dài, gương mặt nở nụ cười ngọt ngào đã đi vào lòng khán giả, khiến khán giả càng có niềm tin rằng Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sẽ trở thành một bộ phim chất lượng cao tiếp theo sau Kim Hôn. Tuy nhiên, trailer đầu tiên của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia lại gây tranh cãi. Mở đầu trailer, vai Hạnh Phúc do Triệu Lệ Dĩnh đảm nhận xuất hiện với hình ảnh một nhân viên lao công trong văn phòng luật sư Phương Viên. Sau đó, nhờ chính sự nỗ lực của mình, cô từng bước trở thành thực tập sinh, rồi sau đó thành một luật sư xuất sắc, luôn đấu tranh vì chính nghĩa để giúp đỡ mọi người. Có rất nhiều cư dân mạng bình luận rằng đây không phải bộ phim thôn quê như giới thiệu. Ngược lại, đây giống phim công sở như An Gia của Tôn Lệ, cũng rất trùng hợp khi mà tạo hình La Tấn trong phim rất giống với phim An Gia. Hạnh Phúc Đến Vạn Gia được giới thiệu chuyển thể từ tiểu thuyết Thu Cúc truyền kỳ và cũng chính là bản truyền hình của bộ phim Thu Cúc đi kiện. Cư dân mạng đã chờ đợi một câu chuyện sâu sắc hơn, nhưng đáng tiếc với trailer được tung ra, mong muốn của khán giả rất có thể sẽ tan biến. Được biết, bộ phim truyền hình Hạnh Phúc Đến Vạn Gia sẽ lên sóng vào quý 1 năm 2022. Trong khi đó, tác phẩm Giả Mang Sinh Trưởng của Triệu Lệ Dĩnh vẫn đang ghi hình và chưa có lịch chiếu. Giả Mang Sinh Trưởng là một trong những dự án phim Hoa ngữ chưa lên sóng được khán giả quan tâm nhất hiện nay. Sau loạt ồn ào tranh cãi về việc chọn diễn viên, bộ phim đã chính thức công bố nữ chính là Triệu Lệ Dĩnh và nam chính là Âu Hào đảm nhận thay lời đồn Vương Nhất Bác trước đó. Giả Mang Sinh Trưởng chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả A Nại, bộ phim về chủ đề đấu trí thương nghiệp lấy bối cảnh những năm 90 của thế kỷ trước. Trong phim, Triệu Lệ Dĩnh vào vai Hứa Bán Hạ, một cô nàng cá tính, dũng cảm và có tầm nhìn độc đáo. Hứa Bán Hạ một mình lăn lộn khởi nghiệp vượt qua bao gian nan để vươn tới thành công. Đây hứa hẹn sẽ là một bước phá cho thấy tài năng biến hóa của Triệu Lệ Dĩnh sau loạt phim ngôn tình lãng mạn.